Chào mừng quý vị đến với chương trình Thời sự quốc tế. Những diễn biến liên quan xung đột sụp sôi ở Nga, Ukraine cùng những tin tức đáng chú ý khác sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Siêu bom Pháp 3.000 Nga tiếp tục san phẳng cứ điểm Ukraine. Kênh Military Summary đưa tin, tại Hờ Lai lực lượng Kiev đã cố gắng xuyên thủng hàng phòng ngự của Nga bằng 5 xe chiến đấu bộ binh BMP và một xe tăng. Tuy nhiên, cuộc tấn công đã bị quân Nga đẩy lùi. Ở phía đông Volchensk, Lực lượng Moscow phá hủy một cây cầu khác mà quân Ukraine đã bắc qua sông Volkia. Tại Radulivka, quân đội Nga được cho là đã nắm quyền kiểm soát 50% ngôi làng, được xác nhận bằng một đoạn video cho thấy một lá cờ Nga được cắm ở đó. Theo hướng Chasovka, lực lượng Nga đã chiếm giữ và đảm bảo được nhiều vị trí hơn ở phía bắc tiểu khu Kano. Đoạn phim của Ukraine cũng đã xác nhận bước tiến này. Theo hướng Torez, quân đội Nga tiếp tục phát huy các kết quả tích cực đã đạt được. Dường như lực lượng Kiev đã sập bẫy khi rút bớt quân phòng thủ ở miền đông điều động lên tăng cường cho chiến dịch phản công tại mặt trận Kharkov. Tại khu vực Torres, các mũi xung kích của Nga đang ảo ạt à tấn công từ nhiều hướng cùng lúc khiến đối phương bối rối, có thể rơi vào vòng vây và thất thủ hàng loạt. Về hướng Avdiivka, quân đội Nga tiến lên và kiểm soát hoàn toàn Novo Oleksandrivka. Tại Robotin trên mặt trận Zaporizhia, họ cũng tiến xa hơn về phía đông. Trong ngày thứ ba liên tiếp, Nga đã công bố đoạn phim về cuộc tấn công vào vị trí của lực lượng Kiev bằng siêu bom Pháp 3000. Video kiểm tra khách quan cho thấy mỗi lần tấn công loại vũ khí mới này càng trở nên chính xác hơn. Ukraine liên tục phản công ở Kharkov. Kênh Riddokka đưa tin, phía Nga cáo buộc lực lượng Kiev hôm Chủ nhật ngày 23 tháng 4 đã tấn công bãi biển Sevastopol bằng tên lửa đạn đạo Atak MS của Mỹ mang đầu đạn trùm, khiến 5 người thiệt mạng, trong đó có trẻ nhỏ cùng hơn 150 người bị thương. Ngoài ra, một vụ tấn công khủng bố khác xảy ra ở Dagestan, nơi những tay súng đột kích vào hai nhà thờ chính thống giáo và hai giáo đường do Thái cùng một đồn cảnh sát. Ít nhất 9 người đã thiệt mạng. Theo hướng Kharkov, lực lượng Kiev đã cố gắng phản công suốt cả tuần ở khu vực Lubukoy, gần Tenova và tại trung tâm thành phố Volchensk. Giao tranh diễn ra vô cùng ác liệt với thiệt hại lớn về nhân mạng cho cả hai bên. Trong khi đó, kênh Raiba cho biết, theo hướng Slobozhansky, Kharkov, Ukraine không ngừng tấn công vào khu vực Lipsy, Blue Book Oil, tuy nhiên mỗi nỗ lực của họ đều kết thúc bằng việc rút lui và tổn thất. Tại Donetsk, binh sĩ Nga tiếp tục tiến vào Georgievka và Krasnogorivka, bất chấp những nỗ lực của Kiev nhằm ngăn chặn điều này bằng các cuộc phản công. Theo hướng Avdiivka, binh sĩ Nga tiến về hai phía hồ chứa các Lovskoy, mặc dù quân đội Ukraine cố gắng chọc thủng giữa Netailovo và Povomaisky để cắt đứt quân Nga. Giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra ở Sokyo và khu vực kiên cố rộng lớn ở phía Bắc các nguồn tin Ukraine cho thấy lực lượng của họ đã để mất một thành trì. Theo hướng Vromivka, các đơn vị Nga đang giao tranh ác liệt ở Urozen, nơi họ đã tiến được một chút. Ngược lại, đối phương đang cố gắng phản công từ hướng Makarivka, tuy nhiên không thành công. Gần Torres, quân đội Nga đang tiến vào một số khu vực mà trước đó Kiev đã rút quân dự bị để tăng cường cho các mặt trận khác. Tuy nhiên, Tình hình nghiêm trọng hơn rất nhiều do Ukraine phòng ngự chặt ở hai bên sườn nhưng lại bỏ chống mặt trước và bị đối phương đánh trực diện. Các vị trí mà quân Nga tiến vào đều có độ cao lớn hơn các vị trí còn lại do Ukraine kiểm soát từ 100 đến 200 mét. Trận đánh Toretsk ngày càng có nhiều điểm tương đồng với khu vực Osiristin ở Bắc Abdiva. Lực lượng Kiev không thể ngăn chặn được bước đột phá của đối phương. Trong 24 giờ qua, lực lượng Moscow không chỉ tiến vào các khu định cư Severnoy và Druzba dọc theo tuyến đường sắt, mà còn giành quyền kiểm soát các phố Zelenaya và Mira và một phần phố Kievskaya, tức là ba đường vuông góc đầu tiên. Lực lượng Kiev đang cố gắng kìm hãm cuộc tấn công của đối phương bằng cách giải mìn từ xa, nhưng vẫn không thể ngăn cản bước tiến. Quân đội Nga cũng đã bắt đầu các cuộc tấn công vào khu định cư Iuznoi nhằm san bằng mặt trận tấn công. Nhưng điều quan trọng nhất là họ nắm quyền kiểm soát đống xỉ thải của mỏ địa phương như đã từng xảy ra ở khu vực Sumy, nơi Nga chiếm cả hai bãi thải. Điều này cuối cùng sẽ cho phép quân đội Nga củng cố thành công của mình và tiến vào khu định cư từ hai hướng cùng một lúc. Điều đó chắc chắn sẽ khiến Ukraine khó đỡ đòn hơn. Trên thực tế, mỗi ngày trôi qua, hoạt động của Nga ở khu vực Torres ngày càng giống với các trận chiến giành Adyva, nơi Ukraine biết chắc dự đoán đối phương sẽ nỗ lực đánh vào hai bên sườn, hy vọng bao vây thành phố, nên đã điều động những đơn vị và lực lượng dự bị tốt nhất của mình đến đó nhưng họ không ngờ rằng lực lượng Moscow đánh vỗ mặt khiến toàn bộ tuyến phòng thủ ở hướng này nhanh chóng sụp đổ. Hậu quả ở Avdiivka nghiêm trọng đến mức đến nay Kiev vẫn chưa thể ngăn chặn được đà sụp đổ liên hoàn. Bộ Tổng Tham mưu, Nga tập trung tấn công trên hai mặt trận. Ukrainska Pravda đưa tin, tóm tắt của Bộ Tổng Tham mưu Ukraine tính đến 22 giờ ngày 23 tháng 6 cho biết cuộc chiến giành Novo Oleksandrivka ở Donetsk vẫn đang diễn ra. Quân đội Nga tập trung nỗ lực vào mặt trận Pokrovsk và Kurakhov. Báo cáo có đoạn, hôm nay đối phương tập trung tấn công vào mặt trận Pokrovsk và Kurakhov. Lực lượng phòng thủ đã biết kế hoạch của họ và đang làm mọi cách để ngăn chặn. 116 trận giao tranh đã diễn ra kể từ đầu ngày. Quân đội Nga đã tiến hành hai cuộc tấn công bằng 4 tên lửa, 47 cuộc không kích, sử dụng 70 quả bom dẫn đường và 444 cuộc tấn công bằng UAV, đồng thời bắn 3.227 lần vào các vị trí của Ukraine. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng của họ đã cơ bản đẩy lùi các đợt tấn công của Nga tại Kharkov, Kupiansk, Liman, Siversk, Torres, Pokrovsk và Vremivka. Kendip State có liên hệ với Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, GRU, cho biết lực lượng Moscow đã chiếm được ngôi làng Novo Oleksandrivka ở Donetsk gần khu định cư Oseretin và đang tiến đến đường cao tốc Pokrovsk, kostantaivka Ukraine tấn công sở chỉ huy ở vùng Belgorod của Nga. Kyiv Independent đưa tin, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết lực lượng vũ trang nước này đã tấn công một sở chỉ huy của trung đoàn súng trường cơ giới Nga ở Nikhotel FK, một ngôi làng gần biên giới hai nước, cách thành phố Belgorod khoảng 30 km về phía tây nam. Cuộc tấn công được không quân Ukraine thực hiện với sự hợp tác của các quân chủng khác. Báo cáo cho biết các vụ nổ đã được ghi lại, mục tiêu đã bị bắn trúng. Kyiv Independent không thể xác minh ngay thông tin này. Ông Vyacheslav Gladkov, thống đốc vùng Belgorod của Nga cho biết trên Telegram về nhiều cuộc tấn công nhằm vào khu vực tuy nhiên không đề cập đến bất kỳ cuộc tấn công nào vào Nick thay FK. Ukraine nói một số binh sĩ Nga đang rút khỏi khu vực Volchensk. Người phát ngôn của nhóm lực lượng Khotysia, Naza Volosin, cho biết trên truyền hình quốc gia Ukraine rằng một số đơn vị Nga đang rút khỏi khu vực gần Volchensk ở Kharkov để bổ sung do mất năng lực chiến đấu. Nga phát động một cuộc tấn công mới vào ngày 10 tháng 5 ở phía bắc tỉnh Kharkov và Volchensk trở thành nơi diễn ra một số cuộc giao tranh ác liệt nhất. Lực lượng của Moscow đã tiến xa tới 10 km trong khu vực nhưng đã bị chặn lại bởi tuyến phòng thủ đầu tiên. Mặc dù Nga đã xa lầy ở thành phố Volchensk, tuy nhiên họ vẫn liên tục bổ sung lực lượng bằng các đơn vị từ các hướng khác, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Sisky cho biết hôm 12 tháng 6. Ông Voloshin cho biết, Việc rút quân của các đơn vị Nga cũng được quan sát thấy gần các làng Lipsi và Tích, nơi họ bị tổn thất. Ông Volosin cho biết quân đội Nga đã mất 60% quân số, bao gồm cả những người thiệt mạng hoặc bị thương. Ông Zelensky công bố thỏa thuận mới về phòng không. Ukrainska Pravda đưa tin, trong bài phát biểu tối ngày 23 tháng 6, Tổng thống Volodymyr Zelensky công bố các thỏa thuận mới về hệ thống phòng không cho Ukraine. Ông nói, những tuần tiếp theo của tháng 6, nửa đầu tháng 7, đối với Ukraine sẽ có hiệu quả không kém tháng 5 so với nửa đầu tháng 6. Chúng tôi đã nhận được quyết định về việc chuyển giao các hệ thống Patriot mới cho Ukraine và đang chuẩn bị tiếp tục. Chúng tôi đang nỗ lực cung cấp thêm hệ thống phòng không. Trước đó, vào ngày 20 tháng 6, Romania quyết định chuyển giao một hệ thống Patriot cho Ukraine. Ngày 21 tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Kaiser Olongren tiết lộ Hà Lan cùng với một quốc gia khác sẽ chuyển giao hệ thống tương tự cho Ukraine. Tướng Ukraine tình hình ở phía đông sẽ còn khó khăn. Trong cuộc phỏng vấn với báo Philadelphia Inquirer, người đứng đầu Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, GRU, Trung tướng Kirill Budanov, dự đoán tình hình ở miền đông Ukraine sẽ còn khó khăn trong ít nhất một tháng, nhưng sẽ không có trận chiến ngày tận thế Armageddon. Khi được hỏi liệu quân đội Ukraine có thể ngăn chặn cuộc tấn công hiện tại của Nga ở miền đông Ukraine hay không, nơi Moscow đang giành được những lãnh thổ nhỏ, tướng Budanov trả lời, tin tốt là sẽ không có Armageddon ngày tận thế. Tin xấu là tình hình khá khó khăn. Mọi chuyện sẽ tiếp tục như vậy trong ít nhất một tháng và sẽ không dễ dàng hơn chút nào. Ông cho biết Ukraine sẽ làm mọi thứ có thể để giảm thiểu những bước tiến của Nga. Tuy nhiên, khi được hỏi liệu Ukraine có thể giữ được thành phố Chasov ra hay không, vị tướng nói, tôi sẽ không trả lời. Ông cũng bày tỏ quan điểm rằng việc Nhà Trắng cảnh báo Kiev không tấn công các nhà máy lọc dầu là vô nghĩa vì chúng là mục tiêu quân sự hợp pháp. Ông thừa nhận, các cuộc tấn công có thể không xoay chuyển tình thế cuộc chiến, tuy nhiên ông tin rằng chúng có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế Nga và trạng thái tâm lý, từ đó ảnh hưởng đến thành phần quân sự. GUR tuyên bố rằng họ coi bất kỳ mục tiêu quân sự nào của Nga trong bán kính 800 km đều là trò chơi công bằng. Tướng Budanov lưu ý rằng, việc Washington cho phép sử dụng vũ khí của Mỹ để tiêu diệt các nguồn hỏa lực của Nga trực tiếp ở bên kia biên giới sẽ giúp cuộc sống của chúng tôi dễ dàng hơn. Đồng thời, Ông nói thêm rằng nếu Kiev được phép sử dụng vũ khí của Mỹ nhằm đến toàn bộ cái gọi là chiều sâu hoạt động ở Nga mà chúng tôi có thể đạt được thì tất nhiên sẽ dễ dàng hơn cho chúng tôi. Người đứng đầu Cục Tình báo nhận định Crimea có thể bị cắt nguồn cung cấp vũ khí từ Nga và cho dù tình hình có nghiêm trọng đến như vậy, Moscow cũng sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Ukraine nói về yếu tố giúp thay đổi cục diện chiến sự trong vài giờ đồng hồ. Một chỉ huy Ukraine cho rằng quyết định của Mỹ cho phép Ukraine dùng vũ khí viện trợ tấn công lãnh thổ Nga đã khiến cục diện chiến sự thay đổi nhanh chóng trong vài giờ. Hãng tin áp dẫn lời một chỉ huy pháo binh chiến trường Ukraine cho biết, quyết định hồi cuối tháng 5 của Mỹ cho phép Kiev dùng vũ khí viện trợ tấn công vào Nga đã ảnh hưởng lớn tới cuộc chiến. Theo chỉ huy này, sau khi Mỹ ra quyết định, các lữ đoàn Ukraine đã nhanh chóng đưa các hệ thống HIMARS ra gần biên giới với Nga trong vài giờ đồng hồ. Vào thời điểm đó, Quân đội Ukraine đối mặt áp lực rất lớn khi Kiev lo ngại Nga sẽ thực hiện một cuộc tấn công khác vào khu vực Kharkov nhằm kéo căng nguồn lực của Ukraine khỏi khu vực chiến lược ở Donetsk. Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Ivan Havryliuk, khi đó, khoảng hơn 90.000 quân bố trí sâu trong lãnh thổ Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới. Việc triển khai hệ thống HIMARS cho phép lực lượng Ukraine ngay lập tức nhắm mục tiêu và cản trở các hoạt động di chuyển của quân Nga cũng như các vị trí khai hỏa dọc biên giới. HIMARS hầu như không im lặng suốt cả ngày, chỉ huy pháo binh ở khu vực Kharkov, có biệt danh Hephaestus, cho biết. Nhớ lại những giờ đầu tiên sau khi Ukraine được cấp phép sử dụng hệ thống hỏa lực phóng loạt do Mỹ sản xuất. Ngay từ những ngày đầu tiên, lực lượng Ukraine đã ngăn chặn toàn bộ lực lượng Nga dọc biên giới chờ lệnh tiến vào Ukraine. Trước đây, chúng tôi không thể nhắm mục tiêu vào họ. Điều đó khá phức tạp. Tất cả các kho chứa đạn dược và các mục tiêu khác đều nằm cách xa tầm tấn công của chúng tôi 20 km, ông nói. Các quan chức Ukraine giấu tên nói rằng Washington trước đó đã hạn chế việc Kiev sử dụng vũ khí do nước này tài trợ để tấn công lãnh thổ Nga. Điều đó đã tạo ra vùng an toàn mà từ đó Nga có thể tấn công Ukraine. Với hệ thống HIMARS ở biên giới, lực lượng Ukraine nhanh chóng ổn định vị trí của họ ở khu vực Kharkov, ngăn chặn các bước tiến tiềm tàng của Nga. Tuy nhiên, chính quyền Ukraine vẫn chưa hài lòng vì Mỹ mới chỉ cho phép Kiev tấn công khu vực biên giới Nga mà chưa thể tấn công sâu hơn nữa do lo ngại căng thẳng leo thang. Hạn chế này đã ngăn Ukraine nhắm mục tiêu vào các căn cứ không quân chiến lược của Nga, những cơ sở mà từ đó Moscow triển khai máy bay ném bom tập kích mục tiêu của Kiev. Ngoài Mỹ, một số quốc gia NATO khác cũng đã cho phép Ukraine dùng vũ khí viện trợ tấn công vào lãnh thổ Nga. Tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin ám chỉ rằng Việc các nước phương Tây khuyến khích Ukraine tấn công trực tiếp vào lãnh thổ Nga có thể buộc Moscow phải đáp trả. Vì vậy, các quan chức từ các nước NATO, đặc biệt là những quan chức ở châu Âu, nhất là ở các nước nhỏ ở châu Âu, nên nhận thức đầy đủ về những gì đang bị đe dọa, ông Putin nói với các phóng viên hôm 28 tháng 5. Họ nên nhớ rằng đất nước của họ là những quốc gia nhỏ và đông dân, đây là yếu tố cần tính đến trước khi họ bắt đầu bàn về việc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, ông Putin cảnh báo nghị sĩ Đức kêu gọi trục xuất người tị nạn Ukraine thất nghiệp. Một nghị sĩ phe đối lập của Đức kêu gọi nước này trục xuất những người tị nạn Ukraine không có việc làm khỏi đất nước. Alexander Dobrin, Chủ tịch nhóm nghị sĩ Đảng Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo, CSU, tại Quốc hội Đức, đã kêu gọi trục xuất những người tị nạn Ukraine thất nghiệp khỏi Đức. Trả lời Bin, ông Dobrin tin rằng những người tị nạn Ukraine nên bị trục xuất khỏi Đức nếu họ không kiếm được việc làm. Ông nói, sau hơn 2 năm kể từ khi chiến sự bùng nổ, nguyên tắc bây giờ nên được áp dụng với người tị nạn Ukraine kiếm việc làm ở Đức hoặc quay trở lại các khu vực an toàn ở miền Tây Ukraine. Chính trị gia này chỉ trích thực tế là có quá nhiều người Ukraine ở Đức nhận được trợ cấp xã hội bằng tiền thuế của người dân. Ông Dobrin nói, chúng tôi cần những cam kết hợp tác mạnh mẽ hơn đối với những người tị nạn khi nói đến việc làm. Cần phải có lời mời làm việc và đây phải là một phần việc hội nhập. Theo Eurostat, Tính đến tháng 3 năm 2024, có khoảng 1,3 triệu người tị nạn Ukraine đang cư trú ở Đức và ít nhất 250.000 người là nam giới từ 18 đến 60 tuổi. Không giống như những người tị nạn từ các quốc gia khác, người Ukraine ở Đức được hưởng khoản phúc lợi 563 euro, 610 đô la Mỹ, một tháng, mức cao hơn rõ rệt so với các quốc gia thành viên EU khác. DVK vào đầu năm nay nói rằng tỷ lệ có việc làm của người tị nạn Ukraine ở Đức chỉ ở mức 20%, mức rất thấp so với các quốc gia khác. Lời kêu gọi của ông Dobrin đã bị chính trị gia của phe cầm quyền chỉ trích. Dutriz, phó lãnh đạo đảng dân chủ xã hội thuộc liên minh cầm quyền, cho rằng CSU nên xấu hổ về những yêu cầu như vậy. Nga tiếp tục tấn công các mục tiêu trên khắp Ukraine. Giờ đây, ông Dobrin muốn trục xuất những phụ nữ và trẻ em có thể đã mất cha mẹ ở mặt trận. Ông nói. Do bối cảnh cuộc xung đột nga-Ukraine tiếp tục leo thang căng thẳng. Báo The Kiev Independent cho biết, nhiều kênh Telegram của Liên bang Nga đã đăng tải hình ảnh và video về vụ tấn công gây nhiều thương vong nhằm vào thành phố Sevastopol thuộc bán đảo Crimea, vốn bị sáp nhập vào Liên bang Nga năm 2014. Hãng Anadolu dẫn phát biểu của Thứ trưởng Y tế Liên bang Nga Alexei Kunesov cho biết vụ tấn công khiến 124 người, trong đó có 27 trẻ em bị thương ở nhiều mức độ nghiêm trọng khác nhau. Trong khi đó, ông Mikhail Radvozaev, Thống đốc Sevastopol do Liên bang Nga bổ nhiệm nói rằng đã có 3 người thiệt mạng do vụ tấn công. Sau vụ tấn công trên, Bộ Ngoại giao Liên bang Nga tuyên bố sẽ tìm kiếm phản ứng quốc tế, còn Bộ Quốc phòng nước này yêu cầu Mỹ phải chịu trách nhiệm chính về vụ tấn công. Ủy ban Liên bang Nga tuyên bố đã mở một vụ án hình sự để xác định tình tiết vụ việc và những người liên quan đến vụ tấn công khủng bố, đồng thời đánh giá hành động của họ về mặt pháp lý. Về phần mình, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 4 tên lửa chiến thuật lục quân tầm xa Atak MS được trang bị đầu đạn chùm, trong khi một tên lửa khác đã đi chạch khỏi đường bay và phát nổ trên bầu trời Sevastopol. Theo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, tất cả các nhiệm vụ bay của tên lửa Atak MS của Mỹ đều do các chuyên gia Mỹ thực hiện dựa trên dữ liệu trinh sát vệ tinh của Mỹ. Do đó, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga nhấn mạnh trách nhiệm về vụ tấn công tên lửa có chủ ý nhằm vào dân thường ở Sevastopol, chủ yếu thuộc về Washington, nơi cung cấp vũ khí này cho Ukraine, cũng như chế độ Kiev, nơi mà cuộc tấn công này được phát động. Trong khi đó, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga, bà Maria Zakharova hôm 23 tháng 6 cho biết, nước này sẽ tìm kiếm phản ứng từ cộng đồng quốc tế sau vụ Ukraine tấn công vào bán đảo Crimea bằng 5 tên lửa attack MS do Mỹ cung cấp khiến nhiều người thương vong. Giống như Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao Liên bang Nga cũng nói rằng các chuyên gia Mỹ đã thiết lập tọa độ bay của tên lửa attack MS trên cơ sở thông tin được các vệ tinh giao thám của Mỹ, nghĩa là Washington phải chịu trách nhiệm trực tiếp chúng tôi sẽ làm mọi thứ để đảm bảo rằng cộng đồng quốc tế được thông báo về những tội ác mới nhất của chế độ kiev Điện Kremlin cho biết Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã liên lạc thường xuyên với quân đội kể từ sau vụ tấn công ở Sevastopol. Theo anti Reuters của Anh, cả Ukraine và Mỹ đều chưa bình luận về vụ tấn công xảy ra vào hôm 23 tháng 6, ngày mà Ukraine cho biết một người thiệt mạng và 10 người bị thương do các cuộc tấn công của Liên bang Nga vào thành phố Kharkov ở miền đông Ukraine. Mới đây, hãng tin AP đưa tin giới chức Ukraine đang thúc giục Mỹ cho phép sử dụng tên lửa tầm xa Atak MS do Washington sản xuất để tấn công sâu vào Nga. Trước đó, vào cuối tháng 5, các phương tiện truyền thông đưa tin chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lặng lẽ bật đèn xanh cho các cuộc tấn công của Ukraine bằng vũ khí của Mỹ nhằm vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga vì mục đích phản công ở khu vực Kharkov, sự thay đổi chính sách này sau đó đã được Tổng thống Mỹ Joe Biden xác nhận. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Ukraine chỉ có thể sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất ở gần biên giới với Nga nếu Moscow dùng vũ khí ở bên kia biên giới tấn công các mục tiêu quân sự cụ thể ở Ukraine. Vào thời điểm đó, Tổng thống Biden giải thích, Mỹ không cho phép Ukraine tấn công sâu hơn 320 km vào lãnh thổ Nga, tấn công vào Moscow hay Điện Kremlin. Sau đó, Lầu Năm Góc tuyên bố Ukraine có thể sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp ngoài khu vực Kharkov để đáp trả một cuộc tấn công xuyên biên giới từ Nga, nghĩa là họ không sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công sâu vào lãnh thổ của nước láng giềng. Tuy nhiên, ba quan chức Mỹ giấu tên được AP phỏng vấn xác nhận rằng chính quyền của ông Biden vẫn không cho phép Ukraine sử dụng tên lửa Atak MS có tầm bắn lên tới 300 km để tấn công bên trong lãnh thổ Nga. Các chỉ huy Ukraine cũng nói với hãng tin này rằng các quy tắc giao chiến hiện tại vẫn chưa cho phép Ukraine sử dụng Atak MS. Một chỉ huy pháo binh Ukraine cho biết, nếu Mỹ đảo ngược chính sách này, Kiev có thể nhắm mục tiêu vào các căn cứ chỉ huy lữ đoàn Nga và toàn bộ nhóm phía Bắc vì chúng nằm cách tiền tuyến từ 100 đến 150 km. Trong khi đó, một chỉ huy đại đội thiết bị bay không người lái của Ukraine lưu ý rằng thật vô lý khi Nga đang tích cực tiến vào lãnh thổ Ukraine mà Kiev không thể tấn công lại bên trong lãnh thổ của đối phương, nơi họ cất giữ hậu cần và vật tư. Theo hãng tin AP, trong khi các quan chức Ukraine hy vọng có thể thuyết phục Mỹ chấp thuận sự thay đổi chính sách này, họ vẫn tin rằng chỉ có tình hình chiến trường tuyệt vọng mới có thể mang lại điều đó về phần mình tổng thống vladimir putin cho biết các cuộc tấn công của ukraine vào lãnh thổ nga bằng vũ khí do phương tây cung cấp gần giống với hành động xâm lược đồng thời người đứng đầu điện kremlin cũng cảnh báo rằng moscow sẽ không loại trừ khả năng cung cấp vũ khí cho các quốc gia khác bao gồm cả triều tiên để đáp trả việc phương tây cung cấp hệ thống tầm xa cho ukraine Thưa quý vị khán giả, kể từ khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine bùng phát vào tháng 2 năm 2022, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kiên định phản đối việc Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất để tấn công vào lãnh thổ Nga, vì lo ngại rằng hành động này có thể bị coi là khiêu khích và dẫn đến việc Moscow mở rộng chiến tranh. Nhưng vào cuối tháng 5, các phương tiện truyền thông đưa tin chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã lặng lẽ bật đèn xanh cho các cuộc tấn công của Ukraine bằng vũ khí của Mỹ bên trong lãnh thổ Nga vì mục đích phản công ở khu vực Kharkov. Thay đổi này đánh dấu sự điều chỉnh đáng kể về bản chất hạn chế của thỏa thuận giữa Mỹ và Ukraine. Mỹ dường như đã mở rộng thỏa thuận với Ukraine để tấn công biên giới bên trong lãnh thổ Nga, bất cứ nơi nào lực lượng Nga đang tham gia các cuộc tấn công xuyên biên giới vào Ukraine, chứ không chỉ ở khu vực Kharkov như đã xác định trước đó. Cố vấn an ninh quốc gia Jack Sullivan nói với PBS News mới đây rằng thỏa thuận với Ukraine về việc tấn công vào Nga sẽ mở rộng đến bất cứ nơi nào lực lượng Nga đang triển khai nhắm vào các lực lượng của Kiev. Ông Sullivan giải thích lực lượng Nga đang tiến vào khu vực Kharkov, nhưng nếu họ di chuyển qua biên giới ở một số khu vực khác, vũ khí của Mỹ cũng sẽ sử dụng ở đó. Trong khi đó, người phát ngôn Lầu Năm Góc Thiếu tướng Charlie cho biết, trong một tuyên bố rằng Mỹ đã đồng ý cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Washington cung cấp nhắm vào các mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ của Nga, đặc biệt là vị trí các lực lượng của Moscow đang sẵn sàng tràn sang Ukraine. Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Thiếu tướng Patrick Ryder hôm 20 tháng 6 cũng khẳng định rằng không có thay đổi nào trong chính sách vốn luôn nhằm cho phép Ukraine tiến hành các cuộc phản công xuyên biên giới khi cần thiết. Nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ông Lloyd Austin đã đề xuất trong cuộc họp báo tuần trước tại cuộc họp NATO rằng chính sách này chỉ giới hạn ở khu vực Kharkov. Ukraine đã yêu cầu được phép tiến hành phản công ở khu vực Kharkov bằng cách sử dụng vũ khí của Mỹ và Tổng thống Joe Biden đã cho phép họ làm điều đó. Nhưng khả năng tiến hành phản công trong cuộc giao tranh tầm ngắn này chỉ là ở khu vực Kharkov. Thay đổi này đánh dấu sự điều chỉnh đáng kể về bản chất hạn chế của thỏa thuận giữa Mỹ và Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi tháng 5 vừa qua đã cho phép Ukraine tiến hành các cuộc tấn công hạn chế bên trong lãnh thổ Nga bằng vũ khí do Mỹ cung cấp, nhưng chủ yếu hạn chế ở biên giới khu vực Kharkov sau khi lực lượng Nga tiến hành một cuộc tấn công mới ở đó chính sách mới của mỹ cho phép ukraine sử dụng một số vũ khí nhất định của washington để tấn công lãnh thổ nga đã dẫn đến việc giảm một số cuộc tấn công của moscow nhưng việc washington vẫn hạn chế phạm vi khiến kiev không thể tấn công các sân bay quan trọng của đối phương những sân bay đó được các chiến đấu cơ nga sử dụng để thả những quả bom lượn sát thương gây thiệt hại lớn cho các vị trí quân sự của ukraine trong khi các quan chức ở Kiev không muốn bị coi là công khai mâu thuẫn với phía Mỹ, thì rõ ràng quân đội Ukraine không tin rằng họ có nhiều quyền hạn như tuyên bố từ các quan chức Nhà Trắng và Lầu Năm Góc. Kết quả các cuộc tấn công của Ukraine trong 3 tuần kể từ khi Washington chấp thuận yêu cầu của Kiev về việc sử dụng vũ khí phương Tây tấn công lãnh thổ Nga đã chứng thực cho mô tả của Ukraine về phạm vi hạn chế đáng kể viện nghiên cứu chiến tranh có trụ sở tại washington ghi nhận trong tháng này rằng chính sách của mỹ khi hạn chế ukraine sử dụng vũ khí của nước này tấn công vào lãnh thổ nga đã tạo ra một không gian an toàn rộng lớn mà moscow khai thác để bảo vệ các lực lượng chiến đấu các cơ quan chỉ huy và kiểm soát cơ quan hậu cần cũng như cơ quan hỗ trợ ở hậu phương mà quân đội nước này sử dụng để tiến hành chiến dịch quân sự tại ukraine một quan chức quốc phòng Ukraine nhận định việc cho phép sử dụng vũ khí của Mỹ để tấn công bên trong lãnh thổ Nga chắc chắn đã thay đổi mọi thứ. Trong báo cáo của mình, Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở đặt tại Washington của Mỹ cho biết việc nới lỏng các hạn chế của Mỹ tại các khu vực gần Kharkov đã làm giảm chỉ 15% khu vực an toàn trên mặt đất của Nga. Khu vực vẫn nằm trong tầm bắn của vũ khí Mỹ, do đó về cơ bản vẫn bảo toàn lợi thế quân sự của Moscow trong cuộc xung đột tiêu hao viện nghiên cứu chiến tranh cho rằng phương tây và ukraine cần hành động nhiều hơn nữa để giảm bớt lợi thế của nga viện nghiên cứu chiến tranh nhận định sự thay đổi chính sách của mỹ mặc dù là một bước đi đúng hướng nhưng bản thân nó lại không thỏa đáng và không thể làm gián đoạn các hoạt động của nga trên quy mô lớn các quan chức địa phương cho biết, kể từ khi Mỹ thay đổi chính sách, Kharkov, thành phố lớn thứ hai Ukraine, đã có thời gian yên ổn sau nhiều tháng đối mặt với các cuộc tấn công tên lửa rồn rập. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, một đoạn video clip hồi đầu tháng 6 từ khu vực Begorov của Nga, ngay bên kia biên giới dường như cho thấy một cuộc tấn công của Ukraine sử dụng hệ thống pháo phản lực HIMARS do Mỹ cung cấp nhắm vào hệ thống S-300 và S-400 của Nga. Thị trưởng Kharkov Igor Telekos tiết lộ việc tấn công vào các điểm phóng S-300 và S-400 đã làm giảm số cuộc tấn công tên lửa vào Kharkov từ ngày 25 tháng 5 xuống còn không trong tháng này. Ông Terekos nói rằng, Tình hình đã thay đổi mạnh mẽ trong thành phố cách biên giới Nga chỉ 30 km khi các lệnh hạn chế của Mỹ được dỡ bỏ. Tuy nhiên, thị trưởng Terekov cho biết thành phố vẫn thường xuyên bị đe dọa bởi bom lượn, loại vũ khí thời Liên Xô được điều chỉnh mà Nga triển khai từ chiến đấu cơ. Những quả bom này có thể nặng hàng nghìn kg và được trang bị hệ thống dẫn đường. Chúng thường được thả từ khoảng cách hơn 40 km phía sau biên giới Nga, nhưng các máy bay cất cánh từ các căn cứ ở xa hơn, ngoài phạm vi tấn công được Mỹ chấp thuận. Tổng thống Zelensky vào tháng trước cho biết Nga đã thả hơn 3.200 quả bom xuống Ukraine chỉ riêng trong tháng 5. Các hệ thống phòng không Ukraine phải chật vật để đánh chặn những quả bom này. Ukraine đang chờ đợi lô chiến đấu cơ F-16 đầu tiên do Mỹ sản xuất có thể giúp hạn chế khả năng triển khai bom của Nga KF cũng đang phát triển những quả bom như vậy để tấn công các vị trí của Nga mặc dù chưa rõ hiệu quả của chúng Tuy nhiên, hiện tại các quan chức cho rằng việc Ukraine không còn khả năng ngăn chặn các cuộc tấn công bằng bom lượn của Nga là thiếu sót chính trong sự thay đổi chính sách của Mỹ các quan chức quân sự Ukraine thừa nhận sự thay đổi chính sách đã tạo khác biệt đáng kể cho cuộc sống của người dân ở Kharkov, nhưng cho biết điều này không bảo vệ các vị trí quân sự của Ukraine khỏi các cuộc tấn công thường xuyên bằng bom lượn từ phía Nga. Sự thay đổi của ông Biden cho phép Ukraine nhắm vào các khu vực tập trung thiết bị và các địa điểm tiến hành các cuộc tấn công tên lửa trên lãnh thổ Ukraine. Không một tên lửa S-300 nào bắn trúng Kharkov về phần mình moscow đã nhiều lần cảnh báo việc mỹ và các đồng minh cung cấp vũ khí cho kiev để tấn công sâu vào lãnh thổ moscow điện kremlin lập luận rằng các cuộc tấn công này đồng nghĩa với việc phương tây trực tiếp tham gia xung đột vì quân đội ukraine không thể phóng các hệ thống tầm xa của nước ngoài mà không có sự hỗ trợ từ các quốc gia nato Hôm 20 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng Moscow sẽ không loại trừ khả năng cung cấp vũ khí cho các quốc gia khác, bao gồm cả Triều Tiên, để đáp trả việc phương Tây cung cấp hệ thống tầm xa cho Ukraine. Bước sang năm thứ ba kể từ khi cuộc xung đột xảy ra, chính quyền Tổng thống Biden đã từ chối cho Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công các mục tiêu bên trong Nga với lý do lo ngại về xung đột trực tiếp giữa Mỹ và Nga. Thay vào đó, Ukraine chỉ được sử dụng các vũ khí này để nhắm vào các mục tiêu ở lãnh thổ do Nga kiểm soát ở Ukraine. Các quy tắc đã thay đổi vào tháng trước sau khi Nga tiến hành cuộc tấn công mới qua biên giới và khu vực Kharkov. Ukraine cố gắng ngăn chặn Nga chiếm các vùng lãnh thổ quan trọng, nhưng các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn ở khu vực biên giới. Tuy nhiên, ngay cả theo các quy định mới, Tổng thống Joe Biden vẫn từ chối bật đèn xanh cho việc sử dụng vũ khí tầm xa của Mỹ, chẳng hạn như Atax MS, khiến Ukraine tiếp tục phải dựa vào máy bay không người lái sản xuất nội địa để tấn công sâu hơn vào lãnh thổ của Nga. Cuộc tranh luận Tổng thống Mỹ tại Atlanta lúc 9 giờ tối 27 tháng 6 theo giờ địa phương tới đây sẽ là cuộc tranh luận Tổng thống sớm nhất trong lịch sử nước Mỹ hiện đại và sự kiện quan trọng đối với hai ứng viên Joe Biden và Donald Trump. Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden, 81 tuổi, và cựu Tổng thống Donald Trump, 78 tuổi, dường như đã không có khoảng cách quá khác biệt trong các cuộc thăm dò dư luận quốc gia, khi một phần đáng kể cử tri vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng bỏ phiếu cho ai 5 tháng trước cuộc bỏ phiếu ngày 5 tháng 11. Cuộc tranh luận Tổng thống được cho là sẽ phản ánh được sự tương phản rõ rệt nhất giữa ông Biden và ông Trump, hai trong số ứng cử viên lớn tuổi nhất tranh cử Tổng thống Mỹ, trong bối cảnh các cử tri đặt ra nghi vấn về tuổi tác và sự nhạy bén cũng như sức khỏe tinh thần của họ. Patrick Stewart, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Arkansas, từng viết một cuốn sách về cuộc tranh luận tổng thống nhận định. Đây là một bài kiểm tra về năng lực nhận thức của họ. Theo vị giáo sư này, với những quy định hạn chế nghiêm ngặt về lời phát biểu, lệnh cấm ghi chú và không có khán giả của Vũ trong cuộc tranh luận kéo dài 90 phút trên CNN, hai ứng viên cần chuẩn bị những câu hỏi khó nhăn và bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Theo đài CNN, cuộc tranh luận sắp tới chỉ được cho là sản đấu giữa Tổng thống Biden và cựu Tổng thống Trump do ứng cử viên độc lập Robert F. Kennedy Jr. đã không lọt vào danh sách tranh luận hiện tại tổng thống biden đang tập trung cùng các trợ lý tại trại david trong vài ngày để chuẩn bị cho cuộc tranh luận với ông trump ron klein cựu tránh văn phòng của tổng thống biden và là người kỳ cựu trong việc chuẩn bị tranh luận người dẫn dắt các phiên họp của tổng thống tại trại david Người phát ngôn chiến dịch tranh cử của Tổng thống từ chối bình luận về việc liệu cựu cố vấn Nhà Trắng Bob Barr có tiếp tục đóng vai ông Trump, vị trí ông đã đảm nhiệm trong quá trình chuẩn bị cho cuộc tranh luận vào năm 2020 hay không. Một quan chức chiến dịch tiết lộ, nhóm cố vấn của Tổng thống Biden sẽ tập trung vào việc nâng cấp các lập luận rằng ông Trump theo đuổi các chính sách cực đoan về phá thai và các vấn đề khác là mối nguy hiểm cho nền dân chủ và chịu phụ thuộc vào các nhà tài trợ giàu có. Theo vị quan chức trên, trong khi Tổng thống Biden sẽ không né tránh việc tấn công ông Trump vì những ảnh hưởng trong quá khứ, bao gồm cả vai trò của ông trong cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1 năm 2021 ở Điện Capitol. Ông vẫn muốn thể hiện mình là một nhà lãnh đạo khôn ngoan và kiên định, trái ngược với những hành động chia rẽ và hỗn loạn của đối thủ Trump. Về phần mình, đội ngũ chiến dịch tranh cử của ông Trump muốn Tổng thống Biden làm rõ những hậu quả từ chính sách nhập cư và nền kinh tế gây lạm phát, cũng như cách ông xử lý một thế giới đầy hỗn loạn. Cố vấn cấp cao chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump, Brian Hughes, ám chỉ đến cuộc xung đột giữa Israel và Hamas và cuộc xung đột tại Ukraine. Trong một vài tuần trở lại đây, cựu Tổng thống Trump đã tổ chức một loạt cuộc họp với các thượng nghị sĩ và cố vấn tại dinh thự Mar-a-Lago ở Florida để xem xét các quan điểm chính sách thực chất ông muốn đưa lên sân khấu tranh luận. Trong số những người tham gia thảo luận với ông Trump có các thượng nghị sĩ J.D. Vance và Marco Rubio. Cả hai đều là những ứng cử viên hàng đầu cho vị trí phó tổng thống của ông Trump. Và Stephen Miller, cố vấn cấp cao của ông Trump trong nhiệm kỳ tổng thống, nổi tiếng với lập trường cứng rắn về vấn đề nhập cư. Các trợ lý của ông Trump cho biết, vị tổng thống thứ 45 của Mỹ này đang thực hiện một cách tiếp cận gần gũi hơn cho cuộc tranh luận so với trước đây. Các trợ lý cho biết, ông Trump đã mài rũa lập luận trước cử tri trong hơn một năm vận động tranh cử và phỏng vấn truyền thông. Cuộc xung đột tại Trung Đông đang diễn biến nảy lửa khi lực lượng Houthi ở Yemen vẫn tiếp tục tấn công các tàu thuyền liên quan đến Israel đi qua khu vực này. Ngày 22 tháng 6, lực lượng Houthi tuyên bố đã tấn công tàu sân bay USS Strait D. Eisenhower của Hải quân Mỹ, tuy nhiên Mỹ đã lên tiếng về vấn đề này. Trước đó, trong tuyên bố được phát đi hôm 22 tháng 6, người phát ngôn Houthi ở Yemen, ông Yahya Saria tuyên bố Lực lượng này đã sử dụng một số tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, tấn công tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower ở Biển Đỏ và tàu chở hàng Transworld Navigator ở Biển Ả Rập. Theo người phát ngôn này, cuộc tấn công đã đạt được mục tiêu đề ra nhưng không giải thích chi tiết lực lượng hải quân của chúng tôi đã thực hiện một loạt hoạt động quân sự có hiệu quả nhằm vào tàu transpor navigator ở biển ả rập khi sử dụng một số tên lửa đạn đạo hoạt động này đã được thực hiện một cách chính xác nhắm trực tiếp vào con tàu này việc nhắm mục tiêu vào con tàu là do công ty sở hữu đã vi phạm quyết định cấm nhập cảnh vào các cảng của vùng palestine bị chiếm đóng Lực lượng tên lửa của lực lượng vũ trang chúng tôi cũng đã thực hiện chiến dịch nhắm mục tiêu vào tàu sân bay Eisenhower của Mỹ ở phía bắc của Biển Đỏ. Sử dụng một số tên lửa đạn đạo và hành trình, hoạt động này đã đạt được kết quả tốt. Các lực lượng vũ trang Yemen sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động quân sự để hỗ trợ người dân Palestine và giành chiến thắng cho tới khi hoạt động quân sự chấm dứt và cuộc bao vây người dân Palestine ở giải Gaza được dỡ bỏ. Đây là vụ tấn công thứ hai được phía Houthi công bố nhằm vào tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower của Hải quân Mỹ trên biển đỏ trong vòng chưa đầy một tháng. Trước đó trong cuộc tấn công đầu tiên được Houthi thông báo hôm 31 tháng 5, phía quân đội Mỹ đã không đưa ra bình luận. Tuy nhiên với lần này, các quan chức Mỹ đã lên tiếng. Hãng tin Reuters ngày 22 tháng 6 dẫn lời quan chức Mỹ khẳng định tuyên bố của Houthi là sai sự thật. Kể từ tháng 11 năm 2023, Houthi đã liên tiếp sử dụng thiết bị bay không người lái UAV tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo tấn công tàu thuyền đi lại trên biển đỏ mà lực lượng này cho là có liên hệ với Israel nhằm thể hiện tình đoàn kết với người dân Palestine. Trong hơn 70 vụ tấn công, Houthi đã đánh chìm hai tàu, bắt giữ một chiếc khác và khiến ít nhất 3 thủy thủ thiệt mạng. Để ngăn chặn các cuộc tấn công của Houthi, Liên quân Mỹ-Anh đã thực hiện các cuộc không kích phóng vào các kho chứa vũ khí của lực lượng này để giảm thiểu khả năng của Houthi. Lầu Năm Góc cho biết trong một tuyên bố, lực lượng hải quân tàu sân bay Eisenhower đã bảo vệ các tàu đi qua biển đỏ, biển Bab Amandep và vịnh Aden trước các cuộc tấn công bất hợp pháp từ lực lượng Houthi. Bên cạnh đó, lâu Năm Góc thông báo tàu sân bay Theodore Roosevelt sẽ bám theo tàu sân bay Eisenhower hướng tới vùng biển Trung Đông sau khi hoàn thành cuộc tập trận ở Thái Bình Dương. Trong một diễn biến khác, cuộc xung đột ở khu vực biên giới israel liban đang ngày càng leo thang căng thẳng khi quân đội Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban có nguy cơ nổ ra một cuộc xung đột toàn diện. Trước nguy cơ này, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ cung cấp cho Israel sự hỗ trợ an ninh mà quốc gia này cần. Các quan chức cấp cao của Mỹ đã đưa ra một lời đảm bảo với một phái đoàn gồm các quan chức hàng đầu của Israel khi đến Washington trong tuần này, cho rằng nếu một cuộc xung đột toàn diện nổ ra ở biên giới phía bắc của Israel với lực lượng Hezbollah ở Liban, thì chính quyền Tổng thống Joe Biden đã chuẩn bị sẵn sàng để hỗ trợ đồng minh của mình. Theo CNN, lời đảm bảo từ Mỹ được đưa ra khi các cuộc tấn công xuyên biên giới gia tăng trong những tuần gần đây giữa Israel và lực lượng Hezbollah làm gia tăng lo ngại về khả năng bùng nổ một cuộc xung đột toàn diện khác ở Trung Đông. Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu, công khai chỉ trích Mỹ từ chối cung cấp vũ khí và đạn dược cho Tel Aviv, khiến quan hệ giữa hai nước giảm nứt trong tuần này các quan chức hàng đầu của Israel bao gồm bộ trưởng bộ chiến lược Ron Dermer và cố vấn an ninh quốc gia Raqi Hanafi đã tham gia một loạt cuộc gặp với các quan chức chính quyền của tổng thống Joe Biden như cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan ngoại trưởng Antony Blinken và điều phối viên các vấn đề Trung Đông của Nhà trắng Brad Marcgut tại thủ đô Washington DC theo các nguồn tin thân cận cho biết họ đã thảo luận về nhiều chủ đề bao gồm tình hình ở khu vực biên giới phía bắc của Israel Iran lệnh ngừng bắn và đàm phán con tin Quan chức chính quyền cấp cao cho biết khi thảo luận về các hành động khiêu khích của Hezbollah, các quan chức Mỹ đã nói rõ chính quyền của Tổng thống Joe Biden sẽ cung cấp cho Israel sự hỗ trợ an ninh mà quốc gia này cần. Mặc dù Mỹ sẽ không triển khai quân đội của Mỹ tới thực địa nếu như một kịch bản như vậy xảy ra. kể từ khi xung đột giữa Israel và Hamas bùng phát, lực lượng Hezbollah ở Liban đã tấn công vào biên giới nhằm phản đối chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza. Đến nay, các hành động tấn công của Hezbollah nhằm vào Israel vẫn tiếp tục leo thang trong những tuần gần đây. Chính quyền của ông Biden nhiều lần tuyên bố họ không muốn chứng kiến một cuộc xung đột khác nổ ra ở mặt trận phía bắc của Israel, đồng thời kêu gọi giảm leo thang bằng ngoại giao. Tuần này, đặc phái viên của Mỹ Amos Hochstein đã được đặc phái tới khu vực để cố gắng giúp giảm leo thang xung đột. Tuy nhiên, với việc các cuộc tấn công xuyên biên giới vào Israel của Hezbollah vẫn tiếp tục diễn ra trong bối cảnh không có lệnh ngừng bắn cho cuộc chiến Israel-Hamas, các quan chức của Mỹ đang trong tình trạng báo động về khả năng bùng phát một cuộc xung đột toàn diện ở trong khu vực. Các quan chức Mỹ thật sự lo ngại rằng, trong trường hợp xảy ra xung đột toàn diện giữa Israel và Hezbollah, lực lượng Hồi giáo này có thể áp đảo hệ thống phòng không của Israel, bao gồm cả hệ thống phòng không tiên tiến là vòm sắt, được ca ngợi là có hiệu quả. Liên quan đến xung đột tại Trung Đông, quân đội Israel ngày 22 tháng 6 xác nhận một thường dân Israel đã bị bắn gần thành phố Kankilia ở bờ Tây. Đây là khu vực quân đội Israel vừa tiến hành một chiến dịch truy quét Hiện tại, quân đội và cảnh sát Israel đang điều tra tình huống dẫn đến thương vong, song không cung cấp thông tin chi tiết. Tuyên bố của quân đội Israel nêu rõ, quân đội đang triển khai hoạt động tại Kankilia sau khi một thường dân Israel được xác định là bị bắn tử vong tại khu vực này. Truyền thông Israel đưa tin, người đàn ông thiệt mạng khoảng 60 tuổi là một công dân Israel gốc Do Thái. Trong những ngày gần đây đã xảy ra một số vụ bạo lực ở Kankilia và vùng lân cận. Ngày 21 tháng 6, chính quyền Israel và Palestine cho biết ít nhất hai người Palestine đã thiệt mạng trong chiến dịch truy quét của Israel tại thành phố này. Phía Israel cho biết hai người bị thiệt mạng là chiến binh của nhóm thánh chiến Hồi giáo Palestine. Bạo lực ở bờ Tây, nơi bị Israel chiếm đóng từ năm 1967, đã gia tăng trong hơn một năm qua, đặc biệt kể từ khi cuộc chiến giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas nổ ra vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Vừa qua, Qatar thông báo nước này tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực thu hẹp khoảng cách giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas để sớm đạt được lệnh ngừng bắn ở dài Gaza và thả các con tin Israel phát biểu trong cuộc họp báo với Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Alvarez tại Madrid, Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Anthony nhấn mạnh, với việc liên tục thực hiện các nỗ lực trong những ngày qua, Qatar đã có một số cuộc họp với các thủ lĩnh của Hamas nhằm thu hẹp khoảng cách giữa hai bên và đạt được một số thỏa thuận ngừng bắn, cũng như việc thả các con tin Israel. Qatar tin rằng đạt được lệnh ngừng bắn ngay lập tức, khẩn cấp và lâu dài là cách duy nhất để giảm căng thẳng trên mọi mặt trận và ngoại giao là cách duy nhất để chấm dứt tất cả những xung đột này. Các cuộc đàm phán trên dựa theo kế hoạch mà Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra vào ngày 31 tháng 5. Trong đó kêu gọi Israel rút quân khỏi các khu vực đông dân cư ở Gaza và ngừng bắn trong 6 tuần. Tiến trình thảo luận này có thể được gia hạn nếu các nhà đàm phán cần thêm thời gian để tìm kiếm một thỏa thuận lâu dài. Nhiều tháng qua, Qatar cùng Mỹ và Ai Cập đã tham gia đàm phán về lệnh ngừng bắn liên quan đến cuộc xung đột Hamas-Israel. Đã có một lệnh ngừng bắn kéo dài 7 ngày vào tháng 11 năm 2023 dẫn đến việc thả hơn 100 con tin. Tuy nhiên kể từ đó các nỗ lực vẫn rơi vào bế tắc. Trong một diễn biến liên quan, lãnh đạo Hamas Ismail Hanye cho biết phong trào này sẵn sàng chấp nhận bất kỳ tài liệu hoặc sáng kiến nào đảm bảo nền tảng cho lập trường của họ trong các cuộc đàm phán ngừng bắn. Theo đó, lực lượng Israel phải rút quân hoàn toàn khỏi Gaza và ngừng bắn lâu dài để đổi lại việc Hamas thả tất cả các con tin mà Israel yêu cầu. Tuy nhiên, chính phủ Israel đã bác bỏ các yêu cầu này. Cùng ngày, đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Gaza cho biết Tuyên bố của Israel về việc tạm dừng nhân đạo ở vùng lãnh thổ này thực chất không có bất kỳ tác động tích cực nào đến việc vận chuyển các nguồn cung viện trợ vô cùng cần thiết. Tổ chức từ thiện Bác sĩ không biên giới MSF cảnh báo nếu không có nguồn cung cấp y tế đáng kể trong những ngày tới, tổ chức này có thể phải dừng hoặc cắt giảm mạnh một số hoạt động y tế của họ ở Gaza. Ngày 16 tháng 6 vừa qua, quân đội Israel đã tuyên bố thực hiện lệnh tạm dừng nhân đạo hàng ngày ở phía nam Gaza. Tuy nhiên vài ngày sau, một phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc cho biết điều này vẫn chưa chuyển thành việc cung cấp nhiều viện trợ hơn cho những người thực sự cần. Giữa bối cảnh căng thẳng ngày càng leo thang giữa Tel Aviv và Hezbollah tại biên giới phía bắc Israel, giáp Liban, giới chức Mỹ lo ngại trong trường hợp xảy ra chiến tranh toàn diện giữa Israel và Hezbollah, nhóm vũ trang ở Liban được Iran hậu thuẫn, có thể khiến hệ thống phòng không của Israel ở phía bắc bao gồm cả vòm sắt sẽ bị quá tải. Những lo ngại về việc hệ thống phong sát có thể bị áp đảo trước kho tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn của Hezbollah gia tăng sau khi Israel bày tỏ với Washington rằng Tel Aviv đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ và trên không vào Liban. Mỹ đã trao đổi với Israel về những lo ngại nói trên và các quan chức Israel trả lời rằng họ đang lên kế hoạch chuyển các nguồn lực từ miền Nam Gaza sang miền Bắc Israel để chuẩn bị cho một cuộc tấn công có thể xảy ra nhằm vào lực lượng Hezbollah ở Liban. Một quan chức cấp cao Israel đánh giá rằng ít nhất một số khẩu đội vòm sát sẽ bị quá tải. Theo vị quan chức trên, điều này có thể xảy ra nếu Hezbollah tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn, chủ yếu sử dụng vũ khí dẫn đường chính xác, và đây sẽ là thách thức đối với hệ thống phòng thủ của Israel. Đầu tháng này, lực lượng Hezbollah đã công bố đoạn video có nội dung cho thấy một máy bay không người lái tấn công và làm hư hại một khẩu đội vòm sát tại một căn cứ quân sự ở miền bắc Israel. Trong khi đó, lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết họ không nhận được thông tin về thiệt hại đối với hệ thống vòm sắt. Dù vậy, các quan chức Israel đã thừa nhận với phía Mỹ rằng vòm sắt có thể trở thành mục tiêu, đặc biệt là ở miền Bắc Israel, và họ cũng rất ngạc nhiên về mức độ phức tạp của các cuộc tấn công do Hezbollah tiến hành cho đến nay. Theo CNN, mối quan tâm hàng đầu hiện nay của Mỹ và Israel là Hezbollah có thể sử dụng số lượng lớn tên lửa dẫn đường chính xác. Một quan chức Mỹ cho hay trong trường hợp xảy ra chiến tranh toàn diện với Hezbollah, sự hỗ trợ mà Israel cần nhất sẽ là các hệ thống phòng không bổ sung, bao gồm cả vòng sắt. Theo cơ quan nghiên cứu Quốc hội Mỹ, vòm sắt là nền tảng cho hệ thống phòng thủ của Israel và chính phủ Mỹ đã chi hơn 2,9 tỷ đô la Mỹ cho chương trình này. IDF tuyên bố vòng sắt có tỷ lệ thành công lên đến 95,6% khi đối phó với các đợt tập kích tên lửa do lực lượng thánh chiến Hồi giáo phóng vào lãnh thổ Israel vào năm 2023. Dù vậy, nếu Hezbollah có thể làm áp đảo hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel, thì điều đó sẽ gây nguy hiểm đến phòng thủ của quân đội cũng như tính mạng dân thường Israel. Các cuộc thảo luận giữa Mỹ với Israel về khả năng phòng thủ diễn ra trong bối cảnh tình hình ở biên giới phía bắc Israel đã lên đến mức nguy hiểm. Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết đề cập đến những nỗ lực của Mỹ nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công qua lại giữa Israel và Hezbollah trở thành một cuộc chiến tranh tổng lực. Theo vị quan chức này, việc có thể giữ vững mặt trận trong thời gian dài như vậy đã là một điều kỳ diệu một quan chức cấp cao khác trong chính quyền tổng thống joe biden cho biết chúng ta đang bước vào một thời kỳ rất nguy hiểm bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra mà gần như không có dấu hiệu cảnh báo nào giới chức mỹ cho rằng hệ lụy của cuộc chiến quy mô lớn giữa israel và hezbollah có thể rất tàn khốc kho tên lửa và máy bay không người lái của hezbollah đang ngày càng gia tăng tinh vi hơn và có sức tàn phá mạnh hơn so với lực lượng Hamas ở giải Gaza. Hầu hết trong số đó là tên lửa tầm ngắn, nhưng cũng có một số tên lửa có thể vươn tới lãnh thổ Israel với mức độ chính xác đáng kể. IDF ước tính Hezbollah có khoảng 150.000 tên lửa, trong đó có hàng nghìn tên lửa chính xác cao. Nguy cơ chiến tranh tiếp tục gia tăng khi triển vọng đạt được thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas ngày càng mờ nhạt. Nếu đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza sẽ có một thỏa thuận ngoại giao song song giữa Israel và Hezbollah. Thỏa thuận này do đặc phái viên Mỹ Amos Hurstin, đàm phán và Mỹ tin là sẽ có hiệu lực. Ông Hostin đã đến thăm cả Jerusalem và Beirut trong tuần này, gặp gỡ các quan chức cấp cao của Israel và Liban để thúc đẩy kế hoạch và ngăn các bên leo thang căng thẳng. Tuy nhiên, các cuộc tấn công xuyên biên giới giữa Israel và Hezbollah đã lên đến đỉnh điểm vào tuần trước. Israel vào hôm 18 tháng 6 đã cảnh báo Hezbollah về nguy cơ xảy ra chiến tranh tổng lực sau khi nhóm vũ trang Liban công bố đoạn video ghi lại hình ảnh các thành phố của Israel, trong đó có cả địa điểm quân sự. Các quan chức Israel đã nói với Mỹ rằng họ có đủ nguồn lực để thực hiện một cuộc tấn công chống lại Hezbollah nếu cần, đặc biệt nếu chiến dịch ở Rafah miền Nam Gaza kết thúc. Mỹ đồng tình với điều này nhưng vẫn lo ngại Tel Aviv sẽ phải phân tán nguồn lực giữa Gaza ở thời kỳ hậu chiến và một cuộc chiến với Hezbollah. Thành phố vĩnh hằng là tên mà người ta dành riêng để gọi thủ đô Rome của Italy. Với bề dày lịch sử, nghệ thuật, kiến trúc và vẻ đẹp của mình, Rome là một trong những điểm không thể không đến của du khách nếu ghé thăm châu Âu. Tuy nhiên trong những ngày hè oi ả thì du khách đang tích cực truyền tay nhau những bí quyết để sinh tồn dưới nền nhiệt cao kỷ lục. Người dân Ý và khách du lịch lại phải đối mặt với nhiệt độ lên tới 39 độ C khi họ tham quan thủ đô Rome trong những ngày này. Để đến thăm những di tích nổi tiếng nhất của thành phố Vĩnh Cửu, du khách phải chịu đựng được nhiệt độ cao, bù nước cho cơ thể từ trong ra ngoài và tranh thủ tìm nơi trú ẩn trong bóng dâm nước và sự kiên nhẫn nhiều nhất có thể đó là những gì cần thiết mặc quần áo mỏng và bôi thật nhiều kem dưỡng da đó là cách giúp tôi tránh bị mặt trời thiêu đốt hôm nay tôi mặc thế này vì rất sợ cháy nắng theo cơ quan dự báo thời tiết của Ý, nhiệt độ Rome đã lên tới 40 độ C trong ngày 21 tháng 6. Để giúp du khách hạ nhiệt, những chiếc quạt và vòi nước sạch hoạt động hết công suất tại các góc phố ở Rome và rất nhiều khu vực, nhiều nhất là quanh khu vực Colosseum, đấu trường La Mã Cổ Đại. Tuy nhiên, một tin vui cho các du khách là thời tiết oi bức được dự báo là sẽ giảm vào cuối tuần này do khả năng xuất hiện rông bão. Vừa qua, siêu trang dâu Tây đã xuất hiện tại Hy Lạp dần mọc lên từ dưới biển rồi từ từ dọi lên ngôi đền cổ Poseidon. Đây là một trong những hiện tượng thiên văn kỳ thú được nhiều người quan tâm. Siêu trăng dâu Tây được cho là do các bộ lạc người Mỹ bản địa đặt tên để đánh dấu mùa trăng, mùa dâu Tây chín mọng khi nó trông to và sáng hơn cả trăng tròn bình thường, xảy ra một ngày sau ngày hạ trí. Theo NASA, khi xuất hiện siêu trăng dâu Tây cũng thể hiện một ảo ảnh nhẹ trên bầu trời, bay lên theo đường đi thấp hơn mức trung bình và sẽ phản chiếu một bầu cam từ phía chân trời. Sở dĩ hiện tượng này xảy ra là vì ngày hạ chí là ngày mà mặt trời xuất hiện cao nhất trên bầu trời Bắc Bán Cầu và trăng tròn nằm đối diện mặt trời. Hiệu ứng ảo ảnh là kết quả của việc ánh sáng phản xạ của mặt trăng phải di chuyển một quãng đường dài hơn trong bầu không khí, bầu khí quyển của trái đất làm tán xạ hầu hết các bước sóng màu xanh lam, ngắn hơn bước sóng màu đỏ. Khi đó thì mọi người sẽ thấy mặt trăng ở vị trí thấp hơn trên bầu trời so với trước đây nên nó trông cũng lớn hơn và sáng hơn. Trong những ngày qua, nhiều nơi trên thế giới đã phải hứng chịu những đợt sóng nhiệt cực đoan khiến cho hơn 1.000 người thiệt mạng do các yếu tố liên quan tới nắng nóng. Một báo cáo được từ chức Khí tượng Thế giới công bố đầu tháng này cho biết có 86% khả năng ít nhất một năm trong vòng 5 năm tới sẽ vượt qua năm 2023 là năm nóng kỷ lục. Nhiệt độ trung bình gần bề mặt toàn cầu đã tăng 1,3 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Biến đổi khí hậu sẽ dẫn đến các đợt nắng nóng thường xuyên và dữ dội hơn, kéo dài hơn, khiến cho các đợt nắng nóng cực độ ngày càng phổ biến. Tuần này, Ả Rập Xê Út chứng kiến nhiệt độ lên tới mức đáng kinh ngạc là 51,8 độ C ở một số khu vực của thành phố Mecca. Số liệu thống kê và báo cáo của nhiều quốc gia chỉ ra rằng đợt nắng nóng kéo dài đã dẫn đến cái chết của hơn 1.000 người hành hương từ khoảng 10 quốc gia, phần lớn đến từ Ai Cập. Còn tại Ấn Độ, ít nhất 56 người đã thiệt mạng do say nắng được ghi nhận trên cả nước từ tháng 3 đến tháng 5 vừa qua. Thống đốc bang New York, Mỹ mới đây đã ký dự luật nhằm bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên khỏi nội dung gây nghiện trên mạng xã hội. Dự luật mới được cho là có thể ảnh hưởng đến doanh thu của các nền tảng mạng xã hội. Đạo luật vừa được các nhà lập pháp thông qua sẽ hạn chế các trang web trực tuyến thu thập và bán dữ liệu cá nhân của người dùng chưa đủ tuổi bị thành niên. Khi các dữ liệu cá nhân được giữ kín và không còn bị công khai, các mạng xã hội và đơn vị quảng cáo sẽ không thể truy cập các thông tin này để cá nhân hóa các mẫu quảng cáo hiển thị với người dùng. Từ đó giảm khả năng trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên bắt gặp các quảng cáo mang tính hấp dẫn cao. Quan chức bang New York cho biết đạo luật này sẽ bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên khỏi các thuật toán gây nghiện. Những dự luật này sẽ đề cập tới những khía cạnh nguy hiểm nhất của mạng xã hội. Thuật toán gây nghiện, nguồn cấp dữ liệu thuật toán, lợi dụng tâm trí nhạy cảm của trẻ nhỏ, gửi thông báo liên tục thâu đêm trong khi các em cần ngủ. Việc theo dõi và tiết lộ thông tin cá nhân của trẻ em cũng khiến chúng gặp nguy hiểm. Các nhà phân tích dự báo nếu dự luật được thông qua, các nền tảng mạng xã hội sẽ chịu thiệt hại đáng kể về doanh thu. Cũng có nhiều ý kiến không ủng hộ dự luật này, cho rằng dự luật vi phạm quyền tự do ngôn luận, quyền truy cập internet mở và tạo ra nhiều rào cản không cần thiết. Du khách đến với thành phố Hamburg của nước Đức thời gian này sẽ được thưởng thức một triển lãm đặc biệt tái hiện vòng chung kết Euro 2024 một cách độc đáo và đầy sắc màu. Triển lãm này có tên là xứ sở thần tiên thu nhỏ, tái hiện tỉ mỉ sân vận động, đám đông người hâm mộ và những hình ảnh thu nhỏ khác liên quan tới giải đấu kéo dài một tháng. Đội ngũ cán bộ tại triển lãm thường xuyên cập nhật các mô hình mới khi có các sự kiện diễn ra. Đáng chú ý là ý tưởng tái hiện hình ảnh khoảng 40.000 người hâm mộ Hà Lan diễu hành tới sân vận động để theo dõi đội tuyển của họ thi đấu. Mô hình này giống y như thật vậy. Những gì bạn thấy ở đây là gần như tất cả những gì diễn ra trên sân vận động vậy. Số lượng mô hình người khá nhiều, màu sắc rõ nét. Chúng tôi có rất nhiều ý tưởng. Các ý tưởng phải được thực hiện rất nhanh, như tường thuật lại những gì đã xảy ra của ngày hôm qua vậy. Đây là một thử thách và khác biệt với các triển lãm thông thường khác. Hamburg là thành phố lớn thứ hai của Đức Tại đây đã diễn ra hai trận đấu và sẽ có thêm 3 trận đấu nữa trong khuôn khổ vòng chung kết Euro 2024, thu hút hàng chục nghìn khán giả. Chứng ủ tai bị gây ra bởi nhiều bệnh khác nhau, tuy không gây hại nhiều đến sức khỏe, nhưng gây khó chịu trong sinh hoạt và làm gián đoạn cuộc sống của hàng triệu người. Mới đây, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đã phê duyệt một thiết bị giúp điều trị chứng bệnh này bằng cách huấn luyện bộ não con người bỏ qua tiếng ủ tai. Ông Jeff Marchand, 60 tuổi, bị chứng ù tai nhiều năm. Ông là một trong số 326 người đầu tiên tham gia thử nghiệm thiết bị Linai. Ông cho biết sau thời gian điều trị 12 tuần, chứng ù tai của ông đã được cải thiện rõ rệt. Giống như ông Marchan, đa số người tham gia thử nghiệm đều cảm thấy hài lòng với thiết bị này. Thiết bị Linai sử dụng phương pháp điều trị điều hòa thần kinh lưỡng kim. Nó kết hợp hai kích thích, một là âm tần cao và âm tần thấp được phát qua tai nghe và loại còn lại là các xung điện nhẹ được tạo ra từ một thiết bị được giữ ở bên trong miệng. Các nhà khoa học cho biết phương pháp điều trị này làm não mất tập trung vào tiếng ủ tai. Bộ não có khả năng tự chữa lành và chúng tôi đang tận dụng sức mạnh đó bằng cách đưa ra tín hiệu này, hai tín hiệu từ hai kích thích khác nhau, kích thích lưỡi cũng như thính giác. Trong số khoảng 100 bệnh nhân đã được điều trị bằng thiết bị Linai, 87 người nhận thấy tình trạng ủ tai của họ đã được cải thiện Nhà phát minh thiết bị Linai cho biết, thiết bị này không chữa khỏi hoàn toàn bệnh ủ tai nhưng là một bước tiến đáng kể về mặt tiêu chuẩn chăm sóc Đây là phương pháp điều trị đầu tiên và duy nhất được FDA chấp thuận trên cơ sở dữ liệu lâm sàng Lễ hội Hoàng gia ACOS 2024 đang diễn ra tại nước Anh Ngoài phần đua ngựa hấp dẫn, sự kiện này còn thu hút mọi người bởi đây còn là một sàn diễn thời trang của giới quý tộc xứ sở sương mù, đặc biệt là những kiểu nón lộng lẫy và ấn tượng. Lễ hội Hoàng gia Ascot được xem là một trong những lễ hội quan trọng nhất ở Anh, thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng. Theo truyền thống, ngày thứ ba của lễ hội này được gọi là ngày của các quý bà. Điểm nhấn là buổi trình diễn thời trang nón quý tộc, Tại sự kiện, mọi người sẽ được ngắm những kiểu nón quý tộc lộng lẫy và vô cùng đẹp mắt của các quý bà trong hoàng gia và quý tộc Anh. Nón được thiết kế cầu kỳ và tỉ mỉ với các kiểu đa dạng và độc đáo khiến mọi người đều trầm trô, dành lời khen. Tôi nghĩ rằng đây có thể là những kiểu nón tuyệt vời nhất mà tôi từng thấy. Tôi đã đến với lễ hội này nhiều năm qua và phải nói rằng có một số kiểu nón cực kỳ đẹp. Tôi rất thích chúng. Lễ hội Hoàng gia Ascot do Nữ hoàng Anh tổ chức lần đầu vào năm 1711. Sự kiện mang đậm bản sắc truyền thống, các giá trị lịch sử cũng như phong cách thời trang quý tộc của Anh được phát triển cho đến ngày nay.